Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì mình làm một clip để mình muốn là mình cùng với mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta khai thác và chúng ta khám phá một cái dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Việt Nam, đó là thương hiệu Baramax. Đối với thương hiệu Baramax thì chắc chắn mọi người chúng ta không còn lạ gì nữa. Từ trước tới giờ, nói chung là Baramax cũng có mặt tại thị trường Việt Nam cũng khá là lâu rồi. Và bây giờ thì mình cũng muốn mọi người với mình chúng ta sẽ nghiên cứu các cái tính năng được tích hợp trên cái dòng sản phẩm này. Rồi cái chất âm nó cho ra như thế nào, nó có ok hay không, mang tiếng một thương hiệu tới từ Việt Nam mọi người ha. Thì đối với dòng sản phẩm này thì bên mình đang có chương trình khuyến mại rất là ưu đãi mọi người ha, dành cho những quý vị nào chúng ta nhanh tay nhất thì chúng ta có thể là gọi tới số hotline của Thiên Vũ Audio để được các bạn nhân viên tư vấn một cách rõ ràng nhất, cụ thể hơn mọi người ha. Ok mọi người, thì trước mặt mọi người đây là một chiếc mixer số, thì mã của nó là Baramax DX2500. Thì đây là một dòng mixer được hoàn toàn xử lý dưới dạng tín hiệu âm thanh digital. Thì dòng này nó cũng tương tự như những cái dòng vang số mà Thiên Vũ bán từ trước tới giờ thôi mọi người ha. Thì như dòng kia thì chúng ta phải cắm bằng máy tính này kia vô để chúng ta cân chỉnh. Và dòng kia thì nó sẽ có rất là nhiều các cái tính năng đơn giản, ví dụ band equalizer này kia nó cũng có nhiều band hơn. Còn dòng này thì nó sẽ ít hơn. Còn dòng này thì cái lợi thế của nó thì được nhà hàng tích hợp các cái nút cân chỉnh dưới dạng là cơ, để chúng ta có thể là điều chỉnh bằng tay theo cái ý muốn của chúng ta một cách nhanh gọn hơn, chúng ta không cần phải cắm vào máy tính này kia. Còn đối với dòng kia thì chúng ta cần phải cắm vào máy tính để chúng ta cân chỉnh, thì cái đó thì chúng ta phải cần có chuyên môn một xíu về kỹ thuật này kia thì chúng ta mới có thể là tối ưu nó được. Còn đối với dòng này thì những quý khách hàng nào chúng ta có đam mê một xíu và có am hiểu sơ qua một chút, và chúng ta nhìn các ký hiệu ở đây thì chúng ta cũng có thể là tự chúng ta cân chỉnh tùy biến theo cái ý của chúng ta được. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, thì mình sẽ giới thiệu các cái tính năng được tích hợp trên dòng sản phẩm này để xem nó có sự ưu biệt và nhược điểm như thế nào, và cũng như là một lát nữa mình sẽ test thử cái chất âm. Nói chung là bất cứ một dòng sản phẩm nào, các cái tính năng này kia chúng ta cứ tạm thời là nắm như vậy đi. Còn quan trọng nhất ở đây là cái chất âm nó cho ra như thế nào. Bởi vì có những dòng sản phẩm có rất là nhiều chức năng nhưng mà chất âm lại cho ra rất là tệ, nhưng có những sản phẩm chức năng của nó rất là gói gọn nhưng mà cho ra một âm thanh rất là tốt, rất là ok. Ok, thì đây là cái phần mặt sau của dòng DX2500. Thì đối với các cộng in thì dòng này được tích hợp đó là một ngõ optical và một ngõ Bluetooth 5.0 và hai ngõ in analog A và B đó. Cũng khá là nhiều ngõ in đó mọi người. Chúng ta có thể kết nối Bluetooth bằng iPad, điện thoại hoặc từ TV xuống không dây đều có thể được. Còn ngoài ra digital thì chúng ta có thể kết nối bằng ngõ optical, còn analog thì chúng ta có thể kết nối bằng ngõ A và B in đây. Rồi các ngõ out thì dòng này chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy được rằng là có hai ngõ left right phong độc lập cho hai loa trước, và kết nối out hai ngõ left right rear dành cho loa surround. Hoặc nếu như chúng ta muốn sử dụng livestream này kia thì chúng ta đều có thể cắm bằng ngõ này. Chúng ta kết nối với điện thoại này kia để chúng ta livestream, chúng ta thu âm. Đó, rất là hay luôn mọi người ha. Thì một lát nữa mình sẽ test thử coi. Đấy. Ngoài ra nữa thì cũng có một ngõ sub độc lập output và cũng có một ngõ mix out. Đó. Đây là phần mặt sau của và ngõ kết nối của dòng sản phẩm này ha. Và đây là phần thiết kế mặt trước, các cái tính năng được tích hợp. Thì khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đối với dòng DX2500 này thì sẽ có là chúng ta có thể điều chỉnh lớn nhỏ volume độc lập riêng của phần nhạc, và cũng như các cái dạng equalizer đây, bao gồm có là low, mid high và high, để chúng ta có thể cân chỉnh chi tiết được. Còn những có một số dòng âm ly thông dụng khác thì nó chỉ có ba cần thôi, nó chỉ có là low, mid và high thôi. Còn dòng này thì nó sẽ có thêm là mid low, có thêm là mid high để chúng ta có thể tùy chỉnh một cách chi tiết hơn. Đó, đây là một cái cũng khá là tối ưu. Và đây là hai nút master tổng, một master phòng và một master rear. Thì đây là biểu diễn cho hai cái ngõ phía sau lúc nãy mình đã có nói đó. Trường hợp nếu như chúng ta muốn lớn nhỏ loa surround thì chúng ta có thể là lớn nhỏ bằng master rear đây. Ngoài ra nếu như chúng ta muốn làm thu âm hoặc livestream này kia thì chúng ta có thể điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ bằng ngõ này. Và đây là ngõ mắt
Masterphone. Đó, thì đây là dành cho hai loa chính diện của chúng ta mọi người ha. Đây là volume lớn nhỏ. Và tiếp đến là phần effect, tức là phần xử lý vấn đề hiệu ứng. Thì sẽ có là một nút volume tổng cho vấn đề effect, lớn nhỏ effect. Và sẽ có hai cần equalizer, một low và một mid. Ví dụ như trường hợp khi chúng ta cảm giác cái tiếng echo của chúng ta, tiếng effect của chúng ta nó bị ù này kia, thì chúng ta có thể giảm bớt low lại. Hoặc khi chúng ta thấy nó bị cái tiếng mà tiếng lặp lại của chúng ta nó bị đánh đanh, nó bị không có được mượt mà, thì chúng ta có thể giảm bớt cái phần hai này lại. Và sẽ có một nút decay, cái này là tức là thời gian lặp lại của echo. Và cũng có repeat, tức là số lần lặp lại là bao nhiêu lần mọi người ha. Đó. Đối với phần effect thì sẽ có 3 chế độ, đó là echo mono, echo sic, mình sẽ bật lên mọi người. Echo mono, echo sictero và echo cộng với reverb. Tức là echo độc lập. Đấy, và sẽ có một echo trộn với reverb. Thì đối với dòng này thì chúng ta sẽ không mở lớn nhỏ volume echo hoặc reverb riêng biệt được. Nó sẽ nằm tổng trong một cái volume này. Cho nên bây giờ chúng ta muốn trộn echo là bao nhiêu phần trăm, reverb bao nhiêu phần trăm thì dòng này nó không có làm được. Nhưng mình sẽ có một cái mẹo để mà giúp cho mọi người chúng ta có thể là tách biệt hoàn toàn echo ra và tách biệt hoàn toàn reverb ra được. Mọi người chúng ta cứ gọi tới số hotline của Thiên Vũ, mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách để chúng ta có thể là tách biệt hoàn toàn echo và reverb ra được mọi người ha. Và tiếp đến là bốn ngõ in để chúng ta lấy các cái nguồn tín hiệu nhạc. Ngõ đầu tiên thì chúng ta có thể sử dụng là Bluetooth 5.0, hoặc chúng ta có thể sử dụng bằng ngõ optical, hoặc chúng ta có thể sử dụng qua là ngõ A hoặc B để chúng ta lấy nguồn tín hiệu tùy biến vào chúng ta sử dụng ha. Chúng ta có thể lấy bằng ngõ in A hoặc ngõ in B hoặc ngõ optical hoặc là ngõ Bluetooth, thì cái này là tùy vào cái công dụng sử dụng của chúng ta mọi người ha. Rồi tiếp đến là phần micro in. Thì đối với dòng DX2500 này thì được tích hợp hai ngõ micro in. Cũng có là 1, 2, 3, 4 cần equalizer để chúng ta có thể điều chỉnh, đó là low, mid low, mid high và high, để chúng ta có thể cân chỉnh chi tiết được hơn mọi người ha. Đó. Nó sẽ độc lập equalizer của mic 1 và equalizer của mic 2, thì chúng ta có thể điều chỉnh hai dòng hai. Ví dụ như chúng ta đang có hai cái mic, chúng ta muốn cân chỉnh một cái mic dành cho nữ hát, chúng ta muốn cân chỉnh một cái mic dành cho nam hát, thì chúng ta có thể điều chỉnh riêng theo cái ý muốn của chúng ta được. Ở đây là một cái cũng khá là ok mọi người ha. Rồi tiếp đến thì đây là cái noise feedback control. Thì đây là cái để tính năng mà để cho chúng ta cắt chống hú mọi người. Nếu như chúng ta mở càng nhiều thì nào thì cái tỷ lệ hú nó sẽ càng giảm từ đó. Nhưng mà ngược lại thì nó sẽ bị méo tiếng. Cho nên đối với trường hợp mà cái tính năng feedback chống hú mọi người ha, thì chúng ta nên hạn chế, chúng ta đừng có lạm dụng nó quá. Chúng ta làm sao chúng ta xử lý âm thanh làm sao cho nó sạch, làm sao cho nó tối ưu, làm sao cho đừng có bị quá công suất, thì như vậy nó sẽ giảm tỷ lệ hú rất là cao. Chứ chúng ta đừng bao giờ mà tăng maximum lên để cho nó hoàn toàn giảm đi được cái tiếng hú mọi người. Đó. Thông thường thì đối với cái feedback control này thì mình sẽ sử dụng đâu đó ở mức tầm khoảng, mình để đâu đó khoảng tầm 11 giờ gì đó thôi là ok rồi, hoặc là 10 giờ thôi. Có những lúc thì mình chỉ để tầm 9 giờ thôi, chứ mình không có thích là lạm dụng cái vấn đề feedback này quá, nó sẽ làm cho âm thanh chúng ta không được trung thực, nó sẽ bị méo tiếng. Đó, thì đây là cũng là một con dao hai lưỡi, chúng ta chú ý. Ok mọi người, thì nãy giờ thì mình cùng với mọi người chúng ta cùng khám phá những cái thiết kế bề ngoài và cũng như các công dụng được tích hợp trên dòng DX2500 này. Khi mà người chúng ta mua một sản phẩm nào, chúng ta lựa chọn một dòng sản phẩm nào, thì cái mà chúng ta muốn và cái chúng ta cần nhất đó là cái chất lượng âm thanh của nó cho ra như thế nào. Còn những có rất nhiều dòng sản phẩm, nó có rất là nhiều các cái tính năng này kia, nhưng mà chất âm của nó cũng đâu có phải là hay đâu. Có những dòng mà mình nói thấy có những dòng băng số đâu đó chỉ có 3-4 triệu thôi, nó không có đầy đủ các cái tính năng equalizer quá trời luôn, nhưng mà khi mà phối ghép âm thanh nó cho ra rất là tệ. Đó mới là cái vấn đề chúng ta cần lưu ý mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ test thử cái chất âm để cùng với mọi người chúng ta nghe thử xem là một dòng sản phẩm đến từ Việt Nam thì cái âm thanh của nó cho ra như thế nào về cái tầm giá và cũng như là cái chất lượng âm thanh mọi người. Thì đối với dòng này á, thì hôm nay thì mình sẽ lấy thử một chiếc F1 Blur ra để mình test thử xem là
cái âm của nó như thế nào, hoặc là mình test nhanh mọi người. Ngoài ra thì chúng ta có thể là phối ghép với những cái bộ dàn mà chúng ta hiện đang có này kia, chúng ta có thể dùng để phối ghép những bộ dàn chúng ta muốn nâng cấp này kia, nâng cấp bộ dàn lên để cho âm thanh nó ok hơn thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng này. Nhưng mà khoan là lựa chọn mọi người, thì mình test thử xem là âm thanh nó cho ra như thế nào là mọi người ha. Ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người chúng ta test thử cái chất âm mà trên dòng DX2500 xem là âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Khi một cái thiết bị á, chúng ta mua á, thì nó chúng ta quan trọng nhất là cái tiếng mic thô á, cái âm thanh gốc của mọi người. Nó có được trong trẻo hay không, nó có được ấm, được mượt mà hay không. Rồi khi đó chúng ta sẽ test thử và chúng ta sẽ trộn thử với reverb. Cho nên bây giờ mình sẽ test thử và trộn với tiếng mic thô và reverb, và mình sẽ hát thử, rồi lát nữa mình sẽ hát thử với echo reverb để xem là hai cái này nó có sự khác biệt như thế nào. Như lúc này mình đã có nói với mọi người đó, thì đối với dòng DX2500 này, về cái vấn đề effect, tức là echo và reverb, nó đều nằm chung một cái nút volume tổng. Chúng ta tắt thì nó sẽ tắt cả volume và cả reverb và cả echo luôn, chứ nó không có hai nút volume độc lập giữa echo và reverb. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang dùng một cái phương pháp khác để mình tắt hoàn toàn echo, mình sẽ để lại một mình reverb thôi. Thì cái phương pháp đó mọi người chúng ta muốn thì chúng ta có thể là gọi qua Thiên Vũ, thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách để chúng ta tắt hoàn toàn echo và sử dụng một mình reverb mọi người ha. Hey 6 1 2 4 5 6. Đấy, mọi người thấy. Khi mình alo như vậy thì mình cảm nhận là cái reverb của thằng này nó cho ra cũng rất là mượt mà và rất là ấm luôn mọi người ha. Thì đây là tiếng reverb không mọi người. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào người hót mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mưa vừa tuổi này. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời, tay mang trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mưa vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm kiếm gió heo mây. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cùng với mọi người chúng ta cũng đã test thử cái chất âm. Thì khi mà người chúng ta nghe ở ngoài, nghe bằng khi mình thu trực tiếp vào điện thoại như vậy á, thì có lẽ rằng cũng sẽ là khó để chúng ta đánh giá hơn. Thì mình rất mong mọi người chúng ta có thể có thời gian chúng ta ghé showroom để chúng ta test thử những cái dòng DX2500 này khi được phối ghép với bộ dàn, hoặc như khi được phối ghép với dòng Bose S1 này, thì cái âm thanh nó sẽ ra như thế nào, nó có ok hay không. Thì thực chất thì mình cũng mình là người gọi là trực tiếp được nghe và trực tiếp test, thì mình cũng sẽ có đôi lời gọi là đánh giá tổng quan qua một chút. Thì khi mình test cái tiếng reverb được phối với tiếng mic thô thì mình có một cảm giác như là cái dòng này nó cho ra tiếng mic thô rất là ấm và rất là có chiều sâu. Và thứ hai là cái tiếng reverb nó rất là mượt và rất là dịu, nó không có bị đanh, bị chói như những số dòng sản phẩm mà mình đã có test. Có rất là nhiều dòng sản phẩm khi mình test cái tiếng reverb có nó cảm giác rất là đanh, rất là khó chịu mọi người ha. Đó, những dòng này mình test thì thấy tiếng reverb cũng rất là ok, và tiếng echo mình đã test cũng thấy khá là ok. Và hiện tại thì dòng sản phẩm này bên mình đang có chương trình khuyến mại tuần lễ hàng Việt mọi người, thì chúng ta có thể là gọi tới Thiên Vũ, hoặc là mình sẽ để đường link bên dưới để mọi người chúng ta cùng truy cập vào đó để chúng ta tìm hiểu và tham khảo rõ ràng hơn mọi người ha. Thì bây giờ clip thì mình sẽ tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share và subscribe. Bye mọi người ha.